đây như xưa Eli công bố cho muôn dân nơi nơi bằng luật trời. Và hôm nay như xưa mỗi xe vâng tiếng của thánh ra đi cho công bình phục hồi. Vì hôm nay chung quanh ta đêm u tối, khi nguy nan gươm đao trên khắp lối, theo gương báo thiên tri ta luôn trung tín công bố. Mau mau đi sang bằng đường quanh co, kìa Chúa tài lòng giữa áng mây sáng ngời, trói lói hơn mặt trời, loa giao khắp muôn đời. Hãy gieo mầm vì đã đến năm thăng hoa, sự cứu rỗi nơi của Giê-xu đón chân xa. Dạ, cảm ơn Chúa. Lời đầu tiên xin gửi lời chào đến hết thảy quý mục sư. Dạ, buổi sáng hôm nay chúng ta tiếp tục với luật bài số 5 về luật bài những điều hội thánh làm. Dạ, bài số 5 nói đến hội thánh bắt tem cho các tín hữu. Dạ, trong bài học chúng ta cùng thấy và xem chung nhiều năm qua tại Trung Hoa Đại Lục, Cơ Đốc nhân đang thảo luận về sự khác nhau giữa các hội thánh và quan điểm của họ về việc bắt tem bằng nước. Rất là nhiều nhóm người, một số nhóm người thì tin rằng bắp tem phải nhiều nước, rồi một nhóm khác thì bắp tem chỉ cần ít nước, và có một cái nhóm khác nữa đó là không có nước, không cần đến nước. Như vậy buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về điều này, nó rất là cần thiết cho hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Một số nhóm thì tin rằng việc bắp tem cần phải nhiều nước, các nhóm khác thì giữ những quan điểm ít nước và số còn lại thì không nước. Hãy như vậy, điều này cũng cho chúng ta biết trong bài học là những người đó có ý nói rằng những người ở trong nhóm không nước thì không thực hiện bất cứ hình thức bắt tem nào. Đối với họ thì phép bắt tem đều không cần thiết. Nhóm ít nước thì cho rằng các hội thánh nên thực hiện việc rải nước như là một biểu tượng của phép bắt tem bằng nước. Hầu hết những hội thánh này cũng sử dụng nghi thức ấn tượng với nhiều màu sắc. Nhóm nhiều nước thì thực hiện và đem theo nghi thức nhận chìm ứng viên hoàn toàn dưới nước. Tuy nhiên trước khi bắt tem, một người cần phải hiểu ý nghĩa của bắt tem và lý do tại sao nó được công nhận là một thánh lễ của hội thánh. Dạ, cảm ơn Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ bước vào những gì mà chúng ta sẽ học trong bài học này. Ở trong bài học này chúng ta sẽ học về bắp tem là một hình ảnh tượng trưng, và điều thứ hai đó là mục đích của lễ bắp tem. Điều thứ ba đó là những hình ảnh, những hình thức bắp tem. Bài học này sẽ giúp chúng ta liên hệ bắp tem bằng nước với những giáo lý then chốt của tân ước, chấp nhận thánh lễ bắt tem bằng nước cho chính mình. Và điều thứ ba đó là đánh giá những hình thức bắt tem trong sự soi sáng của kinh thánh. Và phần thứ nhất mà chúng ta sẽ tìm hiểu chung trong buổi sáng hôm nay đó là bắt tem là một hình ảnh tượng trưng. Như vậy mục tiêu thứ nhất là chúng ta biết rằng mô tả những hình ảnh hay biểu tượng của bắt tem bằng nước. Điều này cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã lập ra hai thánh lễ. Trong hội thánh ngày hôm nay chúng ta cũng đang nhớ và duy trì điều này thường như các buổi lễ hoặc là trong những sinh hoạt hàng tháng trong hội địa phương. Và Chúa Giêsu đã lập ra hai thánh lễ, đó là bắt tem bằng nước và tiệc thánh. Cả hai mô tả sống động những lễ thật vĩ đại của kinh thánh trong hình thức có thể nhìn thấy được. Và thánh lễ là một luật lệ được lập ra hay là một quy định có thẩm quyền. Các thánh lễ của hội thánh được dựa trên uy quyền của lời Chúa Trời. Như vậy buổi sáng hôm nay chúng ta học phần thứ nhất đó là thánh lễ đầu tiên, đó là bắt tem bằng nước. Bắt tem bằng nước đưa ra một hình tượng trưng bao gồm hai phần. Như vậy phần thứ nhất mà chúng ta sẽ tìm hiểu đó là Đấng Christ chết thay cho chúng ta. Chúng ta sẽ trở lại với câu kinh thánh Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 3 đến câu 4 thì chép thế này: và trước hết
Tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Anh như vậy trong câu số 3 phần A này, và trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ở trong Esai 53 câu 5 đến câu 12 thì chép ra gì? Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà chết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự xử phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi làn roi người chúng ta được lành bệnh. Trong câu số 11, trong phân đoạn Esai 53 này, người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình lấy làm thỏa mãn. Bản dịch khác thì Ngài sẽ hài lòng khi thấy kết quả tốt đẹp của những ngày quặn thắt đau thương. Và đó là lời kết thuật trong Esai 53. Như vậy, ở trong Cô-rinh-tô nhất 15 câu số 4 thì chấp nhận thế này: Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Như vậy, những gì mà chúng ta nghe thực hiện ngày hôm nay đó là những gì mà Kinh Thánh, lời Kinh Thánh, hay là theo lời Kinh Thánh chép. Và chúng ta trở lại trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 40 thì kể lại một cái câu chuyện trong Cựu Ước, đó là Jonah đã bị ở trong bụng cá lớn 3 ngày 3 đêm. Một thể ấy, con người sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm. Điều này cũng chép trong Jonah đoạn 1 câu 17. Và công vụ đoạn 2 câu 20, 24 đến 25 chép thế này: Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ người lại dưới quyền. Và ông vua David thì khẳng định bởi chân vua David nói về người rằng: Tôi từng thấy Chúa ở trước mặt tôi, vì Ngài ở bên hữu tôi, hầu cho tôi chẳng bị rúng động chút nào. À, như vậy khi một người tin Chúa bước xuống nước, nó mô tả đến cái việc chúng ta biết rằng đấng Christ chết thay cho tội lỗi của chúng ta hay là cả nhân loại trong thế giới này, những ai tiếp nhận đến Chúa. Và khi người ấy ở dưới nước nói đến đấng Christ chịu chôn, và khi người ấy bước ra khỏi nước, nó mô tả đến đấng Christ sống. Và Phaolô đã viết rằng Ngài đã bị nộp để chịu chết vì tội lỗi chúng ta, và sống lại để chúng ta được xưng công bình. Cảm ơn Chúa, Ngài đã vì tội lỗi, Ngài đã nộp để chịu chết vì tội lỗi chúng ta, và Ngài sống để chúng ta được xưng công bình. Và nếu chúng ta không công bình thì không thể nào thấy nước Đức Chúa Trời. Và chính vì tình yêu lớn lao của Chúa, Ngài đã chịu chết vì tội lỗi tôi trong những thì dù chúng ta phí phạm với chính mình, Chúa bắt tem cũng là một hình ảnh giải cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi và liên hiệp với Đấng Christ. À, như vậy bắp tem bằng nước minh họa những lẽ thật chúng ta sẽ tìm hiểu. Bước thứ nhất đó là bắp tem bằng nước minh họa người ấy cùng chết với Đấng Christ. À, vừa rồi tôi cũng có chia sẻ liên quan đến cái việc mỗi một chúng ta cùng chết với Đấng Christ. Chúng ta cần phải đóng đinh những cái đời sống lối cũ, những cái dục vọng, những sự ham muốn, những sự tham vọng trong đời này, những cái bản tính cũ của chúng ta cần phải chết với Đấng Christ. Và trong Roma đoạn 6 câu 6 thì chép này là: Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Và Galati đoạn 2 câu 20: Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Điều này cũng nói đến cái bản tính cũ đã bị đóng đinh với Đấng Christ. Và đó là phần thứ nhất mà việc chúng ta bắt tem bằng nước nó minh họa đời sống mỗi một chúng ta cùng chết với Đấng Christ.
và báp têm bằng nước minh họa mỗi một chúng ta cần biết rằng được chôn với Đấng Christ. Colossae đoạn 2 câu 12 chép thế này: anh em đã bởi phép báp têm được chôn với Ngài thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời là Đấng đã khiến ngay từ kẻ chết sống lại. Một điều khẳng định trong Roma đoạn 6 câu 4 là vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thế nào thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Cảm ơn Chúa. Chúng ta ao ước không những chính mình chúng ta, dân sự của Chúa cũng phải chôn cái đời sống cũ, lối sống cũ, suy nghĩ cũ và đời sống cũ ở trong báp têm, trong sự chết của Chúa. Và những tín hữu báp têm đang tham dự chính đám tang của mình theo ý nghĩa thuộc linh. Như vậy đời sống cũ cần phải chết và chôn đi. Và trở lại với lời của Chúa trong Ê-sai, đừng nhớ lại sự đã qua, những sự vi phạm, những sự sai phạm, những điều không tốt đẹp, chúng ta chôn vùi nó đi và phải chôn vùi như Ngài muốn chúng ta là phải đời sống cũ phải bị chết và chôn. Và điều thứ ba, cái ý nghĩa báp têm bằng nước nó minh họa người ấy được sống lại với Đấng Christ. Cũng như chúng ta trở lại với Colossae đoạn 2 câu 12, anh em đã bởi phép báp têm được chôn với Ngài thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin. Một điều khẳng định trong Giăng đoạn 14 câu số 19 chép rất rõ ràng cho chúng ta, Chúa Giêsu nói bởi vì ta sống các con cũng sẽ sống. Cảm ơn Chúa, sự sống lại của Chúa Giêsu Christ đem đến sự chính đáng và đem cho chúng ta có sự sống. Bởi vì ta sống, các con cũng sẽ sống. Các con nói đến những người tiếp nhận, những người tin nhận lên chính Chúa Jesus Christ. Và bây giờ người ấy sống một đời sống mới. Đó là cái đời sống của mỗi một chúng ta ngày hôm nay. Ở trong Roma đoạn 6 câu 4 thì chép thế này: với chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thế nào thì chúng ta cũng sống trong đời mới. Giống như Phaolô, ông có thể nói trong Galati đoạn 2 câu 20 rằng tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống. Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong nay tôi còn sống trong xác thịt ấy là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời. Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài. Báp têm của mỗi cơ đốc nhân được tóm tắt trong những lời mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong Galati đoạn 3 câu số 27. Người nào trong anh em đã được báp têm để thuộc về Đấng Christ đều mặc lấy Đấng Christ. Muốn mỗi một chúng ta thật sự mặc lấy Chúa Jesus Christ trong cuộc đời của mình. Và chúng ta thực sự thuộc về Đấng Christ. Và những người thuộc về Đấng Christ đều mặc lấy chính mình Ngài, chính là Đức Chúa Jesus Christ. Như vậy tóm lại trong bài học mà chúng ta học trong buổi sáng, đối với một tín hữu được báp têm khi bước xuống nước tượng trưng rằng Đấng Christ chịu chết thay cho chúng ta. Khi mà ở dưới nước tượng trưng Đấng Christ bị chịu chết thay cho chúng ta, hay là chịu chôn. Và khi một người chịu chìm xuống nước và ra khỏi nước tượng trưng Ngài sống lại. Như vậy, phép báp têm bằng nước cũng là một cái hình ảnh về điều đã xảy ra đối với đời sống cũ của mỗi một chúng ta. Khi chúng ta tiếp nhận Đấng Christ, đời sống cũ của chúng ta bị chết đi, ta được sống lại đời sống mới với chính mình Chúa. Và đó là phần thứ nhất mà trong bài học chúng ta học chung trong buổi sáng hôm nay. Và bây giờ chúng ta bước vào phần thứ hai, mục đích của lễ báp têm. Mục tiêu thứ hai cho chúng ta biết nhận biết những lẽ thật liên quan đến tầm quan trọng của việc báp têm bằng nước. Việc báp têm có lẽ tóm bắt nguồn từ một cái phong tục
của người Do Thái trước thời Đấng Christ, khi một người dân ngoại không phải là dân Do Thái chọn để theo Chúa Trời chân thần thì người đó phải chịu phạt đặt kèm. Người cải đạo sẽ đứng trong nước và có một rabbi đọc một phân đoạn trong luật pháp của Môi-se, rồi người cải đạo được dìm mình xuống nước như là dấu hiệu rửa sạch chính mình khỏi nếp sống của tà đạo. Như vậy việc ra khỏi nước cũng tượng trưng cho đời sống mới của người ở được trở thành dân giao ước của Đức Chúa Trời. Thì đó thể hiện sự quyết tâm của mình để vâng theo Chúa. Và ngày hôm nay phải bắt tem bằng nước là một lời chứng công khai rằng tín hữu đã tiếp nhận Đấng Christ và chọn để bước theo Ngài trong mối thân con của hội thánh tại địa phương. Nhưng mà bắt tem bằng nước thường là một cái kinh nghiệm một lần đủ cả. Đó là điều mà chúng ta đang áp dụng và hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Như vậy, bắp tem đơn giản chỉ là dấu hiệu bên ngoài của sự tin cậy Đấng Christ ở bên trong. Đó là một cái sự công khai tuyên xưng mình là môn đồ của Đấng Christ, vâng theo mang lệnh của Chúa Giêsu để môn đồ hóa. Và chúng ta trở lại với cái chủ đề trong năm nay, đó là môn đệ. Và bài học này cũng nó liên quan đến cái việc chúng ta môn đệ bắp tem trong danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh. Chúng ta trở lại với Matthew đoạn 28 câu số 19 chép thế này: Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh mà làm thật bắp tem cho họ. Như vậy, Kinh Thánh không nói đến bắp tem phải được tổ chức ở đâu. Như vậy, điều chúng ta bày tỏ và thực hiện ngày hôm nay nó tùy vào cái hoàn cảnh. Cho dù hoàn cảnh thiếu tiện nghi, việc bắp tem được thực hiện ở trong nhà thờ hay là dưới sông hay là bờ biển hay là một bên dòng suối. Tôi còn nhớ cách đây 20 mấy năm về trước, trong một cái thời kỳ bắt bớ không dám để ra mắt hay làm công khai, cho nên là những ban lãnh đạo thầy truyền đạo trong thời bấy giờ kiếm những cái khe suối nơi nào mà dường như là kín đáo nhất để tránh xe xa. Tôi còn nhớ lúc này anh em khi mà đủ tuổi để làm phép bắp tem, hoặc là những người mới tiếp nhận Chúa, họ rất là sẵn lòng vui vẻ, dù khi một người lãnh đạo nó là phải đi vào thời gian nào, địa điểm nào, một cái chỗ suối khe nước nào, họ có một cái tinh thần rất là vui vẻ. Và hình ảnh đó bây giờ không còn nữa. Cách đây 20 mấy năm về trước, có thể là một bên dòng suối hay là có một số nơi thì họ sẽ tổ chức hàng trăm hàng người tại cái bờ biển. Như vậy, cái ý nghĩa thuộc linh của bắp tem và sự tuyên xưng Đấng Christ của chúng ta là vô cùng quan trọng. Như vậy, tóm lại trong bài học này cũng cho chúng ta biết là sự trung thành của chúng ta với Đấng Christ thể hiện qua việc vâng lời theo mạng lệnh của Chúa. Bắp tem bằng nước là một cái dấu hiệu bên ngoài của sự tin cậy bên trong, một sự tiếp nhận Đấng Christ làm cứu Chúa cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta bằng lòng tuyên xưng Đấng Christ cách công khai để thế gian biết rằng chúng ta tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa cuộc đời của mình. Đó là cái phần thứ hai mà chúng ta đã lướt qua. Như vậy chúng ta tiếp tục bước vào phần thứ ba của bài học, đó là các hình thức bắp tem. Mục tiêu số 3 cho chúng ta biết là mô tả hình thức bắp tem được thực hiện bởi các hội thánh. Như vậy phần thứ nhất trong phần này chúng ta học đó là bắp tem của dân. Như vậy ở trong sa mạc khô cạn dòng sông Giô-đan có một cái vị tiên tri tên là Giăng Báp-tít đã rao giảng về sự ăn năn. Trong Luca đoạn 3 câu 1 đến câu 15 trong Kinh Thánh mà tôi cùng quý vị đã có sẵn trong tay. Và ông nói rằng hãy từ bỏ tội lỗi của anh em và chịu phép bắt tem. Chịu bắt tem Đức Chúa Trời sẽ tha thứ tội lỗi. Ông kêu gọi hãy bỏ tội lỗi và chịu bắt tem. Và trong thời điểm bây giờ, những nhiều người
Kể cả nhân viên thâu thuế, quân lính đã đáp ứng với lời ráo giảng của ông. Cái việc ráo giảng của ông đó là từ bỏ tội lỗi, giống như là một cái sự hối cải ăn năn và chịu bắt tem. Và cái lời ráo giảng của ông, bắt tem của dân, được biết đến như là bắt tem của sự ăn. Cái phần đầu tiên, sự kêu gọi của ông đó là kêu gọi dân sự hay là công dân trở lại với Chúa trong sự ăn năn bằng việc làm bắt tem. Bắt tem của dân được biết đến như là bắt tem của sự ăn. Ở Công vụ đoạn 19 câu số 4 chép thế này, Phaolô bèn nói dân đã làm phép bắt tem về sự ăn năn tội, mà truyền dân phải tin đến sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức truyền sự. Từ cái việc hối cải ăn năn và tiếp nhận Chúa Jesus Christ bởi sự tin cậy nơi chính mình Chúa. Và một ngày kia Chúa Jesus đã xuất hiện, Ngài cũng xin làm phép bắt tem, nhưng dân đã từ chối vì ông biết Chúa Jesus là ai. Ông dân biết Chúa Jesus là ai. Ngài là con Đức Chúa Trời, Ngài không hề có tội lỗi, cho nên không cần phải ăn năn và làm phép bắt tem theo ông nghĩ là như vậy. Vì Ngài là Đức Chúa Trời, con Đức Chúa Trời, Ngài không có tội lỗi nên không cần phải ăn năn và làm phép bắt tem cả. Vì ông biết Chúa Jesus chính là con Đức Chúa Trời. Nhưng mà Chúa Jesus đã nói với dân rằng hãy cứ làm bắt tem cho Ngài vì Ngài muốn làm trọn những gì Đức Chúa Trời đòi hỏi, và dân đã đồng ý đi. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 13 đến 15 thì chép thế này: Khi ơi Đức Chúa Jesus từ xứ Galilee đến cùng dân tại sông Giô-đanh đặng chịu người làm phép bắt tem, xong dân từ chối mà rằng: Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép bắt tem mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao? Và Đức Chúa Jesus đáp rằng: Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Lúc này dân vâng lời Ngài. Nhưng mà khi được bắt tem xong, vừa lúc Đức Chúa Jesus lên khỏi nước, thì kìa các tầng trời mở ra, Ngài thấy thánh linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài. Này có tiếng từ trời phán: Đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoàn toàn. Cảm ơn Chúa. Như vậy, trong bắt tem của Chúa Giêsu qua sự chứng kiến Chúa Cha và chính thánh linh của Chúa chứng kiến. Vừa rồi khi mà có một cái bài kiểm tra, nó một cái câu hỏi liên quan đến cái bài học đang thi Chúa Giêsu chịu pháp bắp tem, thì chính Đức Chúa Cha và Thánh Linh của Chúa cũng chứng kiến, cũng như một cái lời khẳng định trong câu Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ đoạn 3 này: Đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoàn toàn. Chúa Giêsu tự động nhất chính mình với con người tội lỗi, và Ngài trở nên một gương mẫu cho chúng ta. Bài học cho chúng ta đúc kết rằng bắt tem của dân, bắt tem về sự ăn năn, và bắt tem của Đấng Christ đồng nhất với Ngài con người tội lỗi. Ngài muốn làm gương cho mỗi một chúng ta. Ngài không tội, nhưng mà Ngài đã làm xong những cái trách nhiệm bổn phận mà Ngài xuống dưới trần gian này. Cái bắp tem của hội thánh đầu tiên, bắp tem của dân thực hiện với mục đích duy nhất là sửa soạn dân chúng tiếp nhận đấng Mêsiê của họ. Cũng ở trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 1 đến câu 6. Đó là một cái dấu hiệu của sự xưng tội và xoay khỏi tội lỗi của họ. Tôi nhắc lại cái phần bài học này. Cái phần thứ nhất, công việc của dân đó là kêu gọi con người chúng ta trong việc ăn năn, xoay khỏi tội lỗi, xưng tội và xoay khỏi tội lỗi và tiếp nhận Chúa Jesus Christ. Như vậy sau sự chết của Đấng Christ, bắt tem đã có một cái ý nghĩa mới. Như vậy ngày hôm nay chúng ta học biết vào một cái ý nghĩa mới mà chúng ta cần phải nghiên cứu qua bài học này. Và giờ đây tội lỗi của họ đã được rửa sạch. Cái việc rửa sạch tội lỗi của mỗi một chúng ta ngày hôm nay đó là bởi huyết của Chúa Giêsu. Bắp tem của dân nói đến cái việc chúng ta xưng nhận tội lỗi để tiếp nhận Chúa.
Như vậy cũng khẳng định rằng chỉ cái việc tiếp nhận Chúa cứu thế Giêsu mới được sự sống cứu rỗi. Và như vậy trong bài học sự chết của Đấng Christ bắp tem có một cái ý nghĩa mới, đó là tội lỗi của mỗi một chúng ta được rửa sạch bởi huyết của Giêsu. Và các tín hữu được bắp tem để đồng nhất chính họ với công tác giải cứu được hoàn tất của Ngài. Ở công vụ đoạn 22 câu 16 thì chép thế này: bây giờ anh còn trễ nải chi nữa, làm chi, hãy chờ đợi cầu khẩn danh Chúa mà chịu phép báp têm và làm sạch tội lỗi mình. Ở Giăng Nhất đoạn 1 câu 7 thì nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội lỗi chúng ta. Như vậy, tội lỗi của mỗi một chúng ta ngày hôm nay chỉ có huyết của Chúa Giêsu làm sạch mọi tội lỗi của chúng ta ở trong huyết báo của Chúa Giêsu. Như vậy, tuy nhiên bài học chúng ta biết rằng nước để làm báp têm không thể rửa sạch tội lỗi con người của chúng ta. Để khẳng định rằng báp têm hay là nước làm báp têm không thể nào rửa sạch tội lỗi của chúng ta. Sự rửa sạch tội lỗi chỉ đến qua sự đổ huyết của Chúa Giêsu Christ. Và đang khi chúng ta được thánh tẩy, được sống ở trong sự vận hành của Chúa, thì mang lên của Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19 đến 20 chép thế này: vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho người. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tại thế. Đại mang lên đã nêu lên chỉ thị rõ ràng của Đấng Christ là môn đồ hòa. À, chúng ta trở lại với một cái chủ đề năm nay, đó là môn đồ hòa. Ngài nói với các môn đồ Ngài là đó là đi đến các dân tộc khắp nơi, báp têm cho họ, dạy dỗ họ. Và đang khi dân sự của Chúa hay là các sứ đồ của Chúa trước kia thi hành chức vụ của Chúa, và trong công vụ đoạn 2 câu 41 thì chép thế này: vậy những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp têm, và trong ngày ấy có độ 3.000 người thêm vào hội. Và nhiều tấm gương để lại cho chúng ta biết, như nhà truyền giáo Philip đã làm phép báp têm cho hoạn quan Ethiopia khi ông vừa tiếp nhận Chúa Giêsu, và câu chuyện Anania, một người tín hữu đã làm báp têm cho Saulơ mà sau này trở thành sứ đồ Phaolô. Đáng khi họ làm báp têm cho Phaolô thì tức thì có một cái chi như cái vải từ mắt người rơi xuống thì sáng mắt rồi chờ đợi chịu phép báp têm. Có một sự chữa lành, có một cái quyền năng Chúa, có một cái dấu kỳ phép lạ, người này đã tiếp nhận và làm phép báp têm. Đội trưởng Cotney cùng với gia đình và những bạn thân được báp têm bằng nước sau sự tuôn đổ Đức Thánh Linh trên họ. Như vậy câu chuyện này thì họ đã làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh và sau đó họ tiếp nhận và làm báp têm bằng nước. Như vậy báp têm bằng nước sau sự tuôn đổ Đức Thánh Linh đến với họ, đó là câu chuyện Cotney, đội trưởng Cotney. Trong suốt một vụ đầu tiên của Phaolô tại châu Âu Lydia, và gia đình của bà đã được báp têm. Được kỹ thuật trong công vụ đoạn 16 câu 15: khi người đã chịu phép báp têm với người nhà mình rồi, thì xin chúng ta rằng nếu các ông đã đoán tôi là trung thật với Chúa, hãy vào nhà tôi mà ở lại đó rồi người ấy mời vào. Sau đó những cái viên cai ngục La Mã và cả gia đình ông cũng được báp têm. Công vụ đoạn 16 câu 32 cho đến câu 34: rồi tại Corinto có một lãnh đạo nhà hội tên là Crispus, và gia đình ông sau tiếp nhận Đấng Christ và được báp têm cùng với nhiều người khác. Bây giờ Crispus, chủ nhà hội, với cả nhà mình đều tin Chúa, là có nhiều người Corinto từng nghe Phaolô giảng cũng tin và chịu báp têm. Như vậy, cái việc chúng ta
rao giảng phúc âm, làm chứng về Chúa Giêsu, và khi họ tiếp nhận Chúa, ta cũng làm báp têm cho. Như vậy qua các việc kỹ thuật về báp têm, chúng ta biết rằng sự soi khỏi tội lỗi hay là cái việc chúng ta ăn năn và tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa là điều đòi hỏi rất cần thiết cho con dân Chúa ngày hôm nay. Và chúng ta biết rằng báp têm bằng nước không giống như kinh nghiệm tin nhận Chúa hay là báp têm bằng Đức Thánh Linh. Như vậy, cái điều quan trọng và rất cần thiết cho mỗi một chúng ta ngày hôm nay đó là cái việc đời sống cá nhân chúng ta tin nhận Chúa hay là bắt nhận báp têm bằng Đức Thánh Linh. Nó rất là cần thiết cho đời sống của mỗi một chúng ta. Như vậy, hội thánh đầu tiên đã báp têm trong sự vâng phục Đấng Christ. Và điều thứ ba trong phần số 3 này là các hình thức báp têm khác nhau ngày nay. Các hội thánh ngũ tuần tin rằng sự dìm mình xuống nước, người chịu bát báp têm hoàn toàn ở dưới nước phù hợp với sự dạy dỗ và thực hiện của tân ước. Rất là nhiều hội thánh ngày hôm nay, có thể là một hội thánh truyền thống, có lẽ họ giờ thiếu nước hay như thế này, nhưng bài học cho chúng ta biết rằng đã thay đổi báp têm dìm mình bằng nước, cái việc cách gọi là rải nước. Tuy nhiên, hình thức báp têm này không đưa ra hình ảnh rõ ràng về Đấng Christ chịu chết, chôn. Có một số nhóm tín hữu tin dìm mình cũng là báp têm trong danh Chúa Giêsu. Như vậy, bởi vì cụm từ này được sử dụng trong công vụ đoạn 2 câu 38, Phi-rơ trả lời rằng hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giêsu chịu pháp báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Ở công vụ đoạn 19 câu 5, chúng ta nghe bấy nhiêu lời bạn chịu pháp báp têm nhân danh Chúa Giêsu. Như vậy, mạng lệnh của Đấng Christ không để lại một cái thắc mắc nào, đó là báp têm họ trong danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Cũng như trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ. Có một số tín hữu khác, một nhóm tín hữu khác báp têm tại 3 lần. Báp têm lần thứ nhất ở trong Cha, thứ hai ở trong danh Chúa Con, và thứ ba trong Đức Thánh Linh. Mục đích họ thì họ muốn để tôn kính từng thân vị ba ngôi. Nhưng mà chúng ta thấy trong bài học này, điều này không cần thiết. Hành động báp têm chỉ cần một lần là đủ. Vì Ngài và ngay cả Đức Chúa Cha, Chúa Con và Đức Thánh Linh cũng là một. Cảm ơn Chúa buổi sáng hôm nay, khi mà chúng ta học cái phần này nó rất là bổ ích cho mỗi một chúng ta, qua những cái câu đích đúc kết đó là các tôn giáo truyền thống không vâng theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh, và mỗi tín hữu cần phải vâng theo mạng lệnh của Chúa để chịu báp têm. Và Đức Chúa Trời, mạng lệnh của Chúa Giêsu là phải được báp têm trong danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Và báp têm ở sự dìm mình xuống nước được gọi là cái đời sống của chúng ta phải chôn cái đời sống cũ, lối sống cũ, và chúng ta sống lại ở trong Chúa Jesus Christ, và chúng ta tin với những gì mà lời của Chúa dạy dỗ trong thời tân ước. Và qua lời bài học buổi sáng hôm nay, chúng ta học được về bài học rất là bổ ích cho mỗi một chúng ta về bài số 5 này. Bài số 5 chúng ta học buổi sáng hôm nay nói đến hội thánh báp têm cho các tín hữu. Đó là điều mà chúng ta vừa đi học qua, vừa đi qua cái bài học buổi sáng hôm nay. Và một lần nữa xin Chúa chúc phước và tiếp tục đồng hành với quý tôi tớ Chúa để chúng ta tiếp tục thi hành sứ mạng hay là đời sống chúng ta bước đi vào những gì mà Chúa muốn bày tỏ và những kế hoạch của Chúa trên đời sống mỗi một chúng ta. Một lần nữa xin Chúa ban phước cho hết thảy quý tôi tớ Chúa. Một ngày mới đến với mỗi một chúng ta. Cảm ơn Chúa. Amen. Hôm nay như xưa Eli công bố cho muôn dân nơi nơi vẫn luật trời, và hôm nay như xưa mọi xe vẫn tiếng Vua Thánh ra đi cho công bình phục hồi. Vì hôm nay
quanh con.